Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ hộp số lùi chạy xích. Thì trước tiên thì giới thiệu đến các bạn là cái kích thước của nó. Có các kích thước cơ bản như sau. Chiều dài của nó là 15 cm, chiều rộng của nó là 10 cm và chiều cao của nó cũng là 10 cm. Đấy. Hộp số thì có chỉ số truyền là 11. Bên này nhông vào và bên này là nhông ra. Đây. Cách bố trí hộp số thì các bạn cứ lắp đặt như thế này là được. Đấy, bên này vào, bên này là ra, phía này là phía trước. Phía có cái cần sang số này là phía sau. Đây, cái hình ảnh nó màu đen nên nó khá là khó nhìn. Đấy, thì đây. Đây chính là cái cần số này. Đây, như thế này là tỷ số truyền đang số thuận này. Số thuận như này. Đấy, thì khi các bạn mà muốn về số lùi ấy, thì các bạn là kéo cái cần này về đây thì nó sẽ là số tiến. À, số lùi đấy. Đây. Này. Kéo cần về phía đằng trước thì nó sẽ bị đảo chiều. Đấy, thì cách lắp đặt của thằng này thì rất là dễ thôi. Bên này các bạn lắp nhông xích vào đây. Bên này các bạn lắp nhông về trục sau. Cái bộ này thì các bạn có thể dùng cần kéo số. Thì nếu như đối với các bạn dùng cần kéo số ấy, thì các bạn làm một cái điểm cứ chặn ở đây. Sau đó các bạn đặt một cái lò xo vào đây. Thì khi các bạn cần về số lùi thì các bạn chỉ cần bóp cái tay phanh ở trên ấy, làm giả tay phanh thôi. Các bạn bóp vào như này. Đấy. Đấy. Thì các bạn bóp vào thì là nó sẽ lùi. Thì cái quá trình lùi thì thường là rất ngắn nên các bạn có thể để bóp nhả cũng được. Các bạn bóp nhả cái đấy dễ, đơn giản thôi. Thì một số cái nơi người ta bán người ta cũng làm như thế. Đấy. Thì giá nó rất là cao. Mình bán như này nó rất là đơn giản cho các bạn làm. Ví dụ như cái hộp số này. Các bạn không lấy nhông thì giá là 750. Đấy. Còn các bạn lấy cái nhông này là giá là 850. Đấy. Thì giá nó rất là rẻ. Đấy. Cái nhông này thì các bạn có thể tận dụng ở bên xe máy, người ta thải ra rất là nhiều. Hoặc các bạn mua mới cũng được thì tùy. Đây. Cách bắt là nó thì cũng chẳng có gì khác cái nhông trước của xe máy cả. Cũng có hai con chốt. Cái phe cài. Và bên này cũng thế. Bên này cũng hai cái phe cài bình thường thôi. Không có gì cả. Ở bên này thì mình đang lắp cái nhông là 17 răng. Đấy. Các bạn có thể nhắp nhông phổ thông là 14 răng cũng được. Cái nhông 17 răng thì mình có thì mình lắp 17 răng cho nó cái vòng ôm xích nó lớn thì nó bền xích hơn. Đấy, thì cái vòng ôm xích nó lớn hơn. Còn không thì mình lắp nhông 14 răng cũng được. Nó là nhông của xe máy phổ thông. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Để nhận được những cái thông báo khi mình mới đăng video lên. Giá thành mình đã báo trong video. Cảm ơn các bạn nhiều.